Em năm nay 24 tuổi, em đã từng đi khám ở bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh cách đây 2 năm và có kết luận là bị bú sợi tuyến vú. Sau khi kết luận thì bác sĩ yêu cầu em là tiểu phẫu để lấy khối u ra. Tuy nhiên thì sau khi tiểu phẫu được một thời gian thì khối u mọc lại và nhiều hơn trước. Hiện tại thì mỗi bên 3 cục u. Em có đi khám lại thì bác sĩ bảo là tiểu phẫu để lấy khối u, nhưng em không muốn để lại sẹo nên em không làm. Em nghe nói là sử dụng cây trinh nữ hoàng cung thì có thể tiêu được khối u nên em đã sắc nước trinh nữ hoàng cung uống mỗi ngày và uống thay nước lọc. Cho em hỏi là em làm như vậy thì có đúng cách hay không ạ? Chào bạn, trinh nữ hoàng cung là một vị thuốc được rất là nhiều chị em sử dụng để điều trị u xơ tử cung, u xơ vú và trong thời gian qua. Bạn bị bú sợi tuyến vú thì sử dụng lá trinh nữ hoàng cung để điều trị thì sẽ rất là tốt. Để điều trị hiệu quả hơn thì bạn nên sử dụng kết hợp với cây sả đen và lá bồ công anh. Hai vị thuốc này có công dụng là điều trị u sợi tuyến vú hàng đầu hiện nay. Liều dùng cụ thể là trinh nữ hoàng cung 4 lá, sả đen 20g và lá bồ công anh 20g, rửa sạch rồi sắc nước uống thay nước hàng ngày. Nếu như là không có hai vị thuốc trên thì bạn vẫn có thể sử dụng độc vị lá trinh nữ hoàng cung thì cũng rất là tốt. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn hỗ trợ thêm ạ.